Chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay mình cũng làm cái video riêng với cái tầm 89 ấy. Thì mình cảm thấy rất nhiều anh em đang bị kẹt ở cái tầng này. Nên mình làm riêng cho cái tầng 89 này một cái video riêng hướng dẫn anh em cách đi cái tầng 89 này nhá. Rồi đầu tiên thì anh em mình cũng chạy thẳng đến cái máy thứ nhất nhá. Cái máy này như trên video này mình chạy lên trên cái tủ sách này để dụ bạn zoom nó chạy lên trên. Xong mình mới mở cái máy. Xong rồi thì anh em chạy lên cái cầu thang ở dưới nhà nhé. Trên cầu thang này có mấy quả trứng ấy. Anh em mình nếu muốn né tốt thì mình có thể chạy đến cái lan can. Thì trên video này thì mình hơi lỗi tí bị con video nó bắt được thì thôi chạy thẳng luôn. Rồi mình đến cái điểm bên phải trước nhá. Điểm này thì anh em mình cố gắng như này thì cũng cầm súng AR-94 cho mình nhé, mở khẩu súng AR-94. Thì bắp này bắt buộc em có AR-94 thì nó dễ, còn nếu xoay con thì bắn hơi khó. Mình dùng AR-94 mình bắn vào đầu bạn rôm thôi. Bắn đầu bạn rôm này chết rất là dễ. Đấy, mình cứ nhắm vào đầu nó bắn thôi. Anh em nào mà súng yếu có thể là dụ nó, nhưng mà mình nghĩ nên là clear vì bọn này nó rất là khó chịu. Nên clear bọn này. Clear bọn này xong ấy, nếu anh em mình làm cẩn thận thì có thể ném cái quả nằm chậm ở dưới chỗ cầu thang này. Đấy. Thì mình mở máy an toàn. Video này là mình cảm giác trên kia không có con nào này mình mới mở luôn, chứ còn bình thường mình ném cái nằm chậm cho cầu thang. Thế bọn này anh em mình thấy còn 1 phút 2 này, anh em cứ bình tĩnh thôi. Cứ ném nằm giáp hồi giáp thì trong thời gian hồi giáp thì mình lại đứng trên đây bắn bọn rôm ở dưới, cứ nhầm đầu bọn nó bắn thì rất là chết, rất là nhanh. Bắn xong ấy mình dùng cái làm chậm mình nắm ngay dưới cầu thang nhé để mở máy nhé. Anh em nên cẩn thận chứ không là lúc mình đâu ở máy mà bọn rôm nó nhảy xuống này. Ví dụ như video này của anh mình cũng đang làm trận được con này nó đánh mình rồi. Rồi đến đây là xong rồi, anh em mình chạy thẳng về vào cái điểm chấm thôi. Nói chung là cái map này đi nhanh này anh em cũng bình tĩnh để đi thì rất là dễ thôi. Rồi chào tất cả anh em nha, có gì mình sẽ chia sẻ video sau.